Chưa tụi bay? Dạ, dạ đủ rồi anh ba. Dạ, dạ đủ rồi. Được. Đại ca, vũ khí đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta xuất phát thôi. Được rồi. Dạ. Đi. Đại ca, chuyện gì cô Dì Hà muốn gặp đại ca? Nói Dì Hà cho tao giải quyết xong công việc đã. Ờ, nhưng cô ấy muốn gặp đại ca liền. Tới giờ tao phải đi rồi. Ờ, cô Nhị Hà nói muốn bàn với đại ca về chuyện của cổ với đại ca. Mày nói cái gì? Ờ, cô ấy nói nếu đại ca không chịu gặp cô ấy thì vĩnh viễn cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm vợ của đại ca đâu. Em chỉ nói là nguyên danh của cổ thôi. Bà Búa, nói anh em chờ tao một chút. Dạ. Đi đi. Tôi Diệm Lan đi. Thật ra tôi thấy cái chết của ông Bền do chính tay ba tôi gây ra. Làm sao mà có chuyện ông dàn xếp cho được chứ? Có lẽ là vì tôi quá thương anh Tuấn, cho nên tôi đã tin vào lời nói của anh ấy mà quên đi sự giúp đỡ của ông. Dì Hà thấu tình đạt lý như vậy thì quá tốt. Tôi mong là ông hãy bỏ qua cho tôi nha. Tình cảm thường làm cho người ta mờ lý trí. Tôi thành thật xin lỗi ông. Tuấn à, có chuyện gì mà có vẻ lo lắng quá vậy? À, không có gì đâu anh. Tại em có cuộc hẹn quan trọng. Ờ, vì sao không về cuộc hẹn qua ngày hôm sau đi? Em lỡ hẹn xong thì anh mới báo là chúng ta đi nhận vũ khí. Để xong việc rồi em tới cuộc hẹn cũng được. Ờ, vậy cũng được. Giá cả và số lượng chúng ta đã thỏa thuận xong hết rồi. Giờ chỉ giao tiền và nhận vũ khí thì chắc cũng sẽ nhanh thôi. Dạ. Tôi có nghe cậu Lâm nói
Dì Hà muốn bàn chuyện của chúng ta. Có đúng vậy không? Dạ đúng. Thật ra tôi cũng muốn mình có một thân phận. Tôi không muốn làm tù nhân của ông như bây giờ. Tôi xin lỗi. Mấy hôm nay tôi đối xử không tốt với Nhi Hà. Cũng vì tôi quá nóng giận. Tất nhiên Nhi Hà sẽ có một thân phận xứng đáng với mình. Nhi Hà cứ yên tâm đi. Chờ tôi. Sau khi tôi giải quyết xong mọi công chuyện, tôi sẽ về bàn bạc với Nhi Hà. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Mình đi Lâm. Khoan đã. Ông Diệm Lan. Còn chuyện gì nữa sao? Tôi còn một chuyện muốn nói với ông nữa. Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài, có được hay không? Bây giờ ra ngoài à? Vậy Hà tính đi đâu giờ này? Tôi... Thật ra hôm nay là ngày giỗ của má tôi. Tôi muốn đến chùa thắp nhang cho má tôi. Hàng năm, năm nào tôi cũng đến chùa làm như vậy. Tôi mong là ông sẽ đồng ý. Ông đừng có bắt tôi trở thành một đứa con bất hiếu. Hôm nay là giỗ của má Nhị Hà sao? Ông nói vậy là sao? Không tin tôi hả? Hay là ông sợ tôi bỏ trốn? Không, không phải như vậy. Tôi tính lát nữa sẽ đưa Nhị Hà đi. Tôi cũng muốn tới thắp nhang cho má Nhị Hà mà. Tôi biết mà. Tôi biết là ông không có muốn tôi ra ngoài một mình. Nhưng mà ông nghĩ đi. Ông đang giam giữ ba của tôi. Tại sao ông có thể nghi ngờ tôi bỏ trốn được chứ? Xin lỗi. Cô Nhị Hà, tôi xin lỗi vì đã xen vào. Thật ra thì đại ca của tôi chỉ lo lắng cho cô mà thôi. Bây giờ cũng tối rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm. Đúng rồi, cậu Lâm nói đúng ý tôi đó. Thật ra tôi chỉ lo cho Nhị Hà giờ này ra ngoài thôi, chứ thật ra tôi không có ý gì khác hết. Nhưng đại ca, hay là đại ca để em đi theo bảo vệ cô Nhị Hà. Thôi, như vậy cũng được. Lâm nè, lúc nãy tôi định để cậu theo tôi, nhưng giờ thì cậu bảo vệ Nhị Hà đi. Dạ. Đại ca yên tâm, em hiểu ý đại ca mà. Vậy thôi, cậu Lâm sẽ đưa Nhị Hà đi. Nhưng mà nè, Nhị Hà phải nhớ về sớm, để chúng ta còn bàn chuyện riêng nữa nghe. Ông cũng nhớ về sớm nha. Cậu Lâm, mọi chuyện trông cậy vào cậu. Cậu phải giữ an toàn cho Nhị Hà. Dạ, đại ca yên tâm, cô ấy sẽ an toàn. Anh không đồng ý cho em tham gia vào tổ chức của anh đâu. Chuyện này là không thể được. Tại sao vậy? Anh giải thích cho em nghe thử đi. Tại sao lại không được? Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Em có biết giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc không? Anh không muốn em phải đương đầu với nguy hiểm. Em có hiểu không? Cái màu vàng này cũng đẹp nè. Dạ. Để em đưa chị coi.
Màu này nhiều người thích lắm đó chị. Em bán hết rồi còn có mấy cái à. Chị lấy cái này quá à. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Lần sau ghé. Giờ phải làm sao đây? Không ngờ Diệm Lan còn cho người theo canh chừng mình. Diệm Lan quả là một con cáo già đa nghi, đáng ghét thật. Chào cậu. À, số lượng vũ khí mà chúng tôi cần, ông đã có đầy đủ chưa? Tất nhiên là đầy đủ. Mời ông kiểm tra cho. Được. Tôi có một tin vui muốn báo cho cậu biết đi. Ông nói đi. Có lẽ tôi và dị Hà sắp cưới nhau. Cậu thấy tin này thế nào? Nhưng ông đã gài bẫy cô ấy. Tôi tin là cô ấy không bao giờ chấp nhận làm vợ của ông đâu. Có lẽ cậu đã biết tôi gài bẫy cô ấy, nhưng mà cô ấy thì không. Và điều đó mới là quan trọng. Chỉ tiếc cho cậu là cậu có được tình cảm nhưng mà không thể có được cô ấy. Thật là đáng tiếc. Tôi muốn tặng ông một câu. Ông có thể xem đây là lời khuyên đối với ông. Thưa ông Diệp Lan, ông nên ghi nhớ câu này. Cái gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn cũng không thuộc về mình. Cho dù ông có tài giỏi hay có nhiều mưu thâm kế độc, nhưng điều này luôn là chân lý. Tôi ghi nhận lời khuyên của cậu, nhưng nhân tiện đây tôi cũng cho cậu biết một điều. Tôi, Diễm Lan, một khi đã muốn thứ gì thì phải tuyệt đối thuộc về tôi. Vũ khí đây, kiểm tra đi. Tất cả giơ tay lên, bọn phản loạn, tụi mày đã bị bao vây. Lúc nãy cậu đã dành cho tôi một lời khuyên rất hay, thì bây giờ tôi dành cho cậu một điều bất ngờ để trả lễ và cho cả cái tội. Cậu dám cả gan giành giật nhị hài với tôi? Ông Diệm Lan, ông là một tên khốn. Ông dám bán đứng tụi tôi à? Có cái gì mà Diệm Lan mày không dám làm? Nhớ, đây là những giây phút tự do cuối cùng của mày đó Tuấn. Làm sao đây anh Lâm? Bây giờ cô vào trong kéo dài thời gian, chờ thằng Tuấn đến. Tôi sẽ tìm cách thử hai thằng đó. Vậy em nhờ anh, em vào trong đi. Đi đi. Đứng lại. Cô Nhi Hà vào trong cầu nguyện. Tụi bay đi theo làm gì? Nhưng mà đại ca đã bảo tụi em phải canh chừng cổ. Tụi bay ở ngoài được rồi, để cô ấy yên tĩnh cầu nguyện. Ra ngoài đi. Ở đó không nghe hả? Đi ra. Dạ. Dạ. Ông Diệm Lan, cảm ơn ông đã hợp tác với chúng tôi trong chiến công tiêu diệt bọn phản loạn. Ông sẽ được ghi công đầu tiên. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với nhau, không cần phải cảm ơn đâu. Còn mày cứ yên tâm, tao sẽ giúp mày nhắn lại với dị Hà về chuyện đã xảy ra với mày trong đêm nay. Anh em đâu, giết hết tụi nó, trả tụi cho đại ca Bạch Hổ. Bảo vệ đại ca. Rút nhanh đi. Chị, để họ chị quay lại sau nha. Dạ.
Không biết giờ này anh Tuấn đang làm gì. Hôm qua mình đã thổ lộ tất cả tấm lòng của mình dành cho anh ấy, nhưng biểu hiện của anh ấy dường như là chưa sẵn sàng đón nhận. Sao tự nhiên đêm nay trong dạ của mình cảm thấy bồn chồn, lạ quá. Bây giờ mà tính sao anh? Tạm thời chúng ta rời khỏi nơi này rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Đi. Dạ. Khoan! Tao biết mày, mày chính là độc nhãn, nhưng chúng ta không thù không quán. Tại sao mày tấn công bọn tao? Ban hội mày cắt cứ dùng nào? Tại sao lại gây sự với bọn tao? Mày biết tên tao, nhưng mà mày không biết tao là gì của Bạch Hổ đâu. Không lẽ mày là đồng đảng của Bạch Hổ sao? Tao chính là anh ruột của Bạch Hổ đây. Có là ma tao cũng sẽ tìm về đòi nợ mày, thằng khốn. Vậy sao? Vậy thì mày xuống địa ngục, cho tao gửi lời thăm thằng em trai mày luôn nhé. Nếu không phục thì anh em mày cứ hiện hồn về gặp tao, tao chờ. Lên đường vui vẻ nha. Gì? Đi. Đại ca, coi chừng. Đại ca, có sao không đại ca? Mẹ nó. Mau dọn hành lý, nhanh lên. Dạ. Cô bay, qua đây. Có chuyện này em muốn nói với anh. Còn chuyện gì nữa? Còn chuyện này, trước khi đi em phải nói rõ cho anh biết. Là chuyện gì? Thật ra tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều do em mà ra hết. Tại sao chúng ta lại phải bao vây ngôi nhà này vậy, thưa Trung Quý? Đây là nhà của Lê Văn Tuấn và Phạm Bá Thành. Ông hay quá, làm sao ông biết nhà bọn chúng ở đây vậy? Chúng tôi điều tra lâu lắm rồi nhưng không tìm được. Chính Diệm Lan đã cho tôi biết. Hắn đã bí mật theo dõi và cho tôi biết vị trí chính xác. Tôi thấy gã Diệm Lan rất năng nổ trong việc giúp đỡ chúng ta. Hình như Diệm Lan đang có thù oán gì đó với tổ chức này thì phải. Chứ bình thường tôi cần thông tin gì từ hắn thì phải tốn rất nhiều tiền. Vậy sao ông không cho người bắt chúng ngay từ đầu? Đây cũng là yêu cầu trao đổi thông tin của Diệm Lan. Thay vì nhận tiền, ông ấy muốn chúng ta hút trọn ổ bọn chúng để ngăn ngừa những hậu quả về sau. Có lẽ ông ta sợ tổ chức này trả thù. Thôi, chuyện đó tính sau. Mình phải rời khỏi nơi đây trước, rồi sau này sẽ hỏi rõ trách nhiệm của đồng chí nào. Đi. Dạ. Hai người đã bị bắt. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Anh Thành. Anh Thành. Anh có sao không vậy? Tuấn à, nghe đây. Cậu hãy theo đường hầm mà thoát ra ngoài đi. Tôi sẽ ở lại cầm chân tụi nó. Không, em không bỏ đi một mình. Sống chết gì em không quay lại. Tôi bị thương nặng,
có lẽ sẽ không qua nổi. Còn phải sống để lo cho anh em. Thay tôi đảm nhận cái công việc dở dang mà tổ chức đã giao cho anh em mình. Anh Thành, lần này em không thể nghe anh đâu. Hãy nghe lời tôi nói đi. Em nói không nghe, anh đừng có nói gì hết. Nghe lời tôi. Chúng ta gia nhập tổ chức là đã chấp nhận sẽ có ngày hôm nay. Tôi lớn tuổi rồi, không có gì để nhức mắt hết. Còn cậu thì còn có Nhị Hà. Bộ cậu không yêu Nhị Hà sao? Lê Dân Tuấn, hãy nghe lệnh. Anh, tôi Phạm Bá Thành, phân khu trưởng khu vực này, tôi ra lệnh cho cậu rút khỏi nơi này ngay lập tức. Anh Thành, không được cãi lệnh, chấp hành mệnh lệnh. Anh Thành, tay là thoát được hả? Đầu hàng đi, tao nhắc lại lần nữa, đầu hàng đi. Kiều Như, là em sao? Chú Thành, anh Tuấn à, anh có bị làm sao không? Không sao hết. Có chuyện gì anh xảy ra vậy? Bị bọn lính nhà nước truy bắt. Trời, nó nói nhiều quá. Bây giờ làm sao đây? Anh Thành đang bị thương nặng lắm, mà sao em có mặt ở đây vậy? Em cũng không hiểu nữa, nhưng tự dưng em có linh cảm là anh gặp chuyện nên em tìm đến. Chú, mình đưa anh Thành đi chỗ khác đi. Dạ. Đi anh Thành. Ráng lên đây. Mang đưa chú Thành qua nhà của em đi. Không được, anh biết một nơi mà anh Thành muốn đến. Mình đi. Đi. Ráng lên. Anh Thành. Chú Thành. Anh kiệt sức rồi, đỡ lên lưng anh. Gì vậy? Vô đi đi. Vô đi. Anh Thành bị sao vậy? Hai người sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em và anh Thành
bị lính truy bắt. Anh Thành bị trúng đạn, cho nên em mới đưa anh tới đây để lánh nạn. Tất cả cơ sự đều do em mà ra. Anh Thành mà có mệnh hệ gì, em là người mang nhiều tội nhất. Anh, mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh với chú Thành cũng đã thoát, không cần phải áy náy về chuyện đã qua đâu. Nhưng mà anh hối hận lắm, anh đã sai rất nhiều. Thôi thôi, đừng có nói nữa. Đưa anh Thành vô phòng của tôi đi. Tôi đi gọi doctor. Dạ. Dạ, nhanh lên. Trung Quý, Trung Quý, Trung Quý. Khốn nạn, tao đã bắt được hai tên phản loạn rồi, mà không biết ai đánh sau lưng tao nữa. Tên Phạm Bá Thành đang bị thương nặng, không đi được xa đâu. Kêu mọi người rút khỏi căn nhà đó đi. Tao biết chắc Phạm Bá Thành sẽ tới một nơi. Đi. Dạ. Hồi nãy hai anh em bị bắt ở đâu vậy? Dạ, em và anh bị bắt ở nhà anh. Em không biết là ai đã báo cho tụi bậc thám biết nữa. Anh, nơi đó rất bí mật mà anh. Không lẽ là hắn? Không thể nào. Hắn là ai vậy? Anh đang nghĩ ai vậy? Anh nghi ngờ chính là Diệm Lan. Đúng rồi. Em có chuyện gấp phải ra ngoài một chút. Chị Tuyết Hoa chăm sóc anh Thành giùm em. Anh à, anh đi đâu vậy? Bây giờ bên ngoài rất là nguy hiểm. Thôi, em cứ ở đây. Anh phải đi ngay. Em đi cho chị Tuyết Hoa. Ừ. Anh Tuấn, anh Tuấn. Anh Tuấn đã có chuyện gì mà lại tỏ ra gấp gáp và bất chấp nguy hiểm như vậy? Đứng lại đâu vậy? Tao đi gặp gì ha? Mày đi đâu đây? Dừng lại. Buông ra. Buông cậu ấy ra. Anh Lâm, sao cậu đến trễ vậy? Em gặp chuyện. Vô gặp Di Hà liền đi. Dạ. Ủa, không lẽ anh? Anh không phải là người phản bội. Diệm Lan mới là người phản bội. Ông ta đã lừa gạt hết tất cả anh em trong bang. Ông ta giết cậu Bền. Cậu Long cũng có thể do ông ta giết. Không, em không tin đại ca là người như vậy. Tại sao anh dám nói quan cho đại ca? Anh có bằng chứng gì không mà anh dám nói vậy hả anh Lâm? Ông ta nói dối. Ông ta là một con cáo già. Tất cả bằng chứng đều bị ông ta xóa sạch. Anh xin lỗi. Mình đã không còn đường rút lui nữa. Diệm Lan, thật không ngờ có ngày ông với tôi lại phải đấu đầu với nhau. Tưởng em không đến chứ. Em bị Diệm Lan gài bẫy. Hắn nói là sẽ giao vũ khí, nhưng mà cuối cùng lại báo lính nhà nước tới bắt em. Hắn đúng là tên tiểu nhân khốn nạn thiệt. Vậy mà mười mấy năm nay anh đã nhìn lầm hắn. Anh Tuấn, trong thư anh nói với em là anh có kế hoạch gì mà. Kế hoạch gì vậy anh? Anh dự định đưa em và ba em đi khỏi vùng đất này. Nhưng còn công việc của anh thì sao? Anh đã nói với anh Thành rồi, anh sẽ chuyển sang hoạt động ở phân khu khác, tránh xa Diệm Lan. Nhưng mà tất cả đều thất bại. Sao vậy Tuấn? Anh thấy kế hoạch tốt mà, sao lại thất bại? Lính nhà nước và mật thám đang truy lục tụi em ráo riết. Lệnh của anh Thành đêm nay tất cả mọi người phải đi. Còn em thì sao? Anh không được bỏ em. Anh không được bỏ em đâu đó. Anh Lâm cười bây giờ.
Anh xin lỗi, cũng tại anh nhớ em. Bây giờ mình tính làm sao đây anh? Bây giờ anh không tính toán được gì hết. Anh Thành thì bị thương nặng, lính nhà nước và bộ mật thám thì lục sục anh khắp nơi. Còn em và chuyện của em nữa chứ, em để anh bình tĩnh suy nghĩ được không? Anh thấy vậy, hai đứa coi ý kiến của anh có được không rồi thực hiện. Anh Lâm cứ nói. Vừa rồi anh đã ra tay hại gục hai đứa đàn em trong ban hội, chuyện này sẽ lỡ dở, không còn giữ được bí mật với Diệm Lan đâu. Từ giờ về sau hai đứa sẽ khó gặp nhau. Nếu hai đứa muốn được ở bên nhau ngay đêm nay, nhân cơ hội này hai đứa bỏ trốn đi. Nhưng còn ba của em, ông ta đang giam giữ ba của em, em không trốn được đâu. Ông sẽ giết ba em đó. Anh sẽ đi cứu ba em, anh sẽ đưa ông ấy về gặp hai đứa. Không được, như vậy thì nguy hiểm cho anh lắm, em không an lòng được. Cuộc đời của anh nguy hiểm chỉ là thú vui mà em. Anh có được một huynh đệ như em thì còn gì phải sợ nữa. Với lại em không nhớ lời thề anh em mình kết bái hay sao? Em nhớ chứ. Đau khổ cùng chịu, hoạn nạn cùng chia. Anh hứa anh sẽ đưa ba Di Hà về gặp hai đứa. Sau đêm nay, cái tên Hát Sắc Vang và Diệm Lan đối với anh chỉ là dĩ vãng. Vậy là mình lại là kẻ đến muộn. Mình lại thất bại. Lại thất bại dưới tay một cô gái có tên là Nhị Hà. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi quá cay nghiệt như vậy? Sao bao nhiêu năm chờ đợi khắc khoải, tôi một lần nữa lại thất bại. Tôi đã gây nên nỗi lầm gì đây? Đại ca, thiệt hại bao nhiêu ba búa? Anh em chết 20 người. Tất cả anh em còn lại đều bị thương. Chúng ta đã thiệt hại quá lớn trong trận chiến này rồi đại ca. Như vậy cũng xứng đáng mà mày. Sao đại ca lại nói như vậy? Sao anh? Mày nói gì vậy? Mày nói thằng Lâm bò đánh hai tụi bay. Dạ đúng rồi anh. Chuyện này khó tin quá. Dạ, trước khi em nói chuyện này, anh ba giữ bí mật giùm em. Nói đi. Thật ra khi đánh bọn em, anh Lâm nói mình là người không phản bội, mà đại ca mới chính là người phản bội. Anh Lâm nói đại ca lừa dối tất cả anh em. Chính đại ca là người đã giết thằng Bền với thằng Long. Mày vừa nói cái gì? Dạ.
Chị, em dọn hàng vô hết rồi đó, bây giờ em về nha. Tình yêu 20 năm khắc khoải đợi chờ, 20 năm sống trong những hy vọng, tất cả bây giờ đã tan biến như những ảo ảnh trước mắt mình. Lý trí cam chịu, nhưng sao trái tim của mình lại đau đớn, lại xót xa. Ông ấy thì không sao, nhưng tôi nghĩ là về sau này thì sức khỏe của ông ấy sẽ suy giảm đi rất nhiều. Còn đây là thuốc của ông nè, bà cứ giữ và nhớ cho ông uống. Dạ, cảm ơn doctor, đây là tiền thù lao để giúp cho anh ấy. Dạ cảm ơn, bà nhớ chăm sóc ông ấy cẩn thận và cho ông ấy uống thuốc đúng giờ giấc. Dạ. Dạ chào bà. Dạ. Chào bà Tiết Qua. Ủa chào ông, bây giờ trễ rồi, tôi còn phải đóng cửa nghỉ ngơi nữa. Thôi mai tới chơi nha. Bà đùa với tôi hả? Bà nhìn tôi giống đi kiếm gái lắm hả? Vậy chứ đến đây làm gì? Tôi muốn tìm ông Thành, chính xác là tên phản loạn Phạm Bá Thành. Ông Thành? Trời ơi, tôi đâu có biết ông ta. Chắc là ông tìm lộn chỗ rồi đó. Thôi để tôi đóng cửa. Tôi không có tìm lộn chỗ. Theo thông tin tôi được biết, ông ta rất thân với bà, và tôi đoán không lầm, đây sẽ là nơi cuối cùng mà ông ta tới. Tôi nói có sai không bà Tuyết Qua?
Ủa, ai vậy? Ôi trời, khách đến kìa. Khách đến, khách đến hả ba? Giữ cửa lại cho mày. Nhanh lên, giữ lại đi. Dạ, dạ, dạ. Giữ lại rồi. Mạnh lên. Anh ơi, dậy đi anh, dậy đi. Mình đã đánh mất anh ấy một lần, giờ mình không thể lại để mất anh ấy thêm một lần nữa. Có lẽ đây là định mệnh mà mình đã chờ đợi cả cuộc đời. Chắc chắn đây là định mệnh của mình rồi. Con, giúp giùm má con. Dạ. Dọn hành lý liền đi. Dạ. Nhưng mà hành lý làm gì vậy má? Trời đất ơi, đừng có hỏi nhiều nữa. Dọn nhanh lên đi. Dạ, dạ. Nhưng mà má ơi, tụi nó ngoài đó đông lắm, sao mình đi được? Ấy trời, cả tí. Thành đâu? Tôi đâu có biết đâu. Cô đứng đó làm gì? thì tôi không gió. Bước xuống. Trời nóng. Chạy lên xong coi. Dạ, dạ. Tránh ra. Bây giờ mình đi đâu hả em? Chúng ta sẽ rời khỏi đây anh ạ. Lúc nãy cậu Tuấn mang anh đến bách khoa viện. Anh bị thương rất nặng. Em đã mời đốc tờ đến chữa trị cho anh. Anh không nhớ được gì. Vậy cậu Tuấn thì sao rồi? Cậu Tuấn nói có cuộc hẹn gì đó rồi bỏ đi. Đến đến bách khoa viện tìm anh. Em đành phải đưa anh đi trốn. Vậy còn bách khoa viện em có quay về lại đó hay không? Từ nay anh đi đâu em sẽ đi theo đó. Không bao giờ xa nhau nữa. Là thật sao Tuyết Hoa? Em làm cho anh vui quá. Anh cứ ngỡ như đây là một giấc mơ. Một giấc mơ mà anh đã mong ước từ rất lâu. Anh nói thật không? Em bỏ tất cả để đi theo anh. Anh không được lừa em đâu đó nha. Cuộc đời nghĩ cũng hay thiệt. Quả phước đúng là khó lường. Vậy anh phải cảm ơn những nguy hiểm mà anh vừa trải qua rồi. Anh nói như vậy là sao? Nhờ nó anh có thể lại được sánh bước cùng em trong cuộc đời này. Nhờ nó anh có thể sửa chữa những lỗi lầm của anh ngày xưa. Anh cảm ơn là đúng tôi Tuyết Hoa. Dì Hà! Dì Hà đâu? Dì Hà! Dì Hà! Cùng ra đây! Dì Hà! Khủng khiếp! Chào thí chủ, tại sao vào cửa Phật mà lại mang vũ khí? Thí chủ muốn giết ai trong đây? Tôi tìm Nguyễn Di Hà và thằng Lý Văn Tuấn. Ở đâu? Hai người họ đã đi từ rất lâu. Lý Văn Tuấn, gặp được mày ta sẽ bắn bể sọ mày. Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật, A-di-đà Phật. Tôi không muốn thành Phật, tôi muốn thành ác quỷ, hiểu chưa? Ác nghiệp, đúng là ác nghiệp sâu dày, u minh mờ mịt, A-di-đà Phật. Bây giờ đi đâu hả? Bây giờ chúng ta sẽ tới bách khoa kỹ viện
đi gặp anh Thành. Để làm gì vậy anh? Anh Thành đang bị thương rất nặng, anh cảm thấy rất lo cho anh ấy. Anh, tại sao mà lính đông quá vậy nè? Như vậy có lẽ anh ấy đã gặp chuyện không anh? Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Anh thật là đáng trách mà. Mận, chị Phù Dung, chị đi đâu mà giờ này mới về vậy? Có chuyện gì vậy? Chị Phù Dung, chị tới đây chị kiếm chị Tuyết Hoa phải không? Ờ, phải. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Sao mà lính đông quá vậy nè? Họ đang bắt người. Họ đang truy sát cái người bạn của chị Tuyết Hoa đó. Bây giờ anh ấy sao rồi em? Em đã giúp họ trốn đi rồi. Hai người đó nhất định là sẽ không ở cái vùng này nữa. Cảm ơn trời Phật phù hộ. Cảm ơn hai em. Cảm ơn hai em nha. Hai em vô trong trước đi. Dạ. Có tìm thấy dấu vết từ đó chưa? Dạ chưa trung úy. Tiếp tục tìm. Dạ. Dạ. Không thấy. Đại ca, tìm không thấy tụi nó. Có lẽ cô ta và thằng khốn đó không dám về nhà đâu. Vậy mình tính sao đại ca? Đi. Dạ. Tôi gửi. Dạ cảm ơn. Các bạn à, thôi uống đi. Mệt quá. Đâu đây? Mua à? Về đâu uống nha. Uống đi. Tao đi cái. Lẹ mày. Uống đi. Tao với mày uống. Kệ nó đi. Ờ uống đi.
Tuấn và dì Hà đang chờ chú ở ngoài. Họ tính đưa chú đi một nơi khác, tránh xa Diệm Lan càng xa càng tốt. Con tới đây để đưa chú đi. Tôi thấy chuyện này không cần thiết đâu con. Tôi già rồi, tôi có thể cam chịu được số phận này mà. Cậu nói tụi nó đi đi. Nhưng còn Dĩ Hà thì sao chú? Chú phải nghĩ cho con gái của mình chứ. Nếu không có chú, làm sao Dĩ Hà đi được? Diệm Lan là một kẻ quá quá. Nhưng nếu đừng làm gì thất thố với ông ta, tôi nghĩ sẽ không sao đâu. Tôi không muốn mạo hiểm tính mạng của con gái mình. Vậy là chú chưa hiểu ông ta rồi. Con đường đường là đường chủ của Hắc Sát Bang, là cánh tay đắc lực của ông ta. Con hiểu ông ta lắm. Lúc trước cũng tại con mù quáng, nhưng bây giờ con đã nhận ra con đang theo một con giả thú, một con giả thú đội lớp người. Ông ta vì lợi ích của mình sẵn sàng không cần suy nghĩ giết hết bất cứ ai, kể cả người đó đã từng chia sẻ sinh tử với mình. Cậu có nói thật không? Ông ta đáng sợ như vậy à? Chắc chú không muốn giao phó tương lai hạnh phúc của con gái mình cho một tên cầm thú như vậy. Chú à, con xin chú mà. Dĩ Hà xinh đẹp dỗ dang, lại còn có hiếu với chú. Nếu chú xem Dĩ Hà là con gái, chú hãy tội nguyện cho cô ấy, chú hãy theo con đi. Đi thôi chú. Đi chú. Mày định ra đi mà không từ biệt tao sao Lâm? Mày định bỏ đi một cách đơn giản như vậy sao? Tao sẽ đi. Tao không còn đủ nhẫn nại để chịu đựng nữa. Mày phải nhẫn nại. Chịu đựng cái gì đây? Sự lừa dối của Diệm Lan. Đã đến lúc tao phải rời xa những điều này. Tao cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Ngoài mệt mỏi, ngoài thất vọng, vậy mày có hối tiếc điều gì không? Không. Có. Có một chút hối tiếc về những ngày tươi đẹp giữa tao và mày, với anh em. Nhưng tao không hối tiếc gì vị trí đường chủ và cái tên Hắc Sát Bang chút nào đâu. Nhưng mà mày không thể ra đi một cách đơn giản như vậy được. Chắc chắn là không được Lâm à. Có lẽ là vậy. Chú à, Nhi Hà và Tuấn đang đợi chú. Chú cứ đi trước đi. Con sẽ chặn bọn họ lại. Nhanh lên chú. Tụi bay không cần đuổi theo ông ta làm gì. Tụi bay ở đây chứng kiến cảnh này giùm tao. Nhớ, không được can thiệp vào, biết chưa? Dạ. Trận chiến này phải xảy ra. Tại sao? Tại sao mày muốn vậy? Tại sao mày muốn có cuộc chiến này? Tao với mày, cả hai đều thua. Thua vì đã thờ làm chủ. Mày cũng nghĩ như tao sao? Vậy thì anh em mình hãy rời xa chỗ này đi. Đi liền đi, mà búa. Mày hãy theo tao. Không được. Mày là một cái thằng can đảm. Tao rất khâm phục mày. Còn bản thân tao,
tao không thể làm như mày được. Tao chỉ còn biết dùng cái chết để báo đáp đại ca và giữ trọn nghĩa trọn tình với mày. Phú à, mày biết tao không muốn ra tay mà. Mày đừng ép tao. Lâm Bò à, nếu mày không ra tay với tao thì mày không thể nào đi. Mày hiểu không? Nếu có kiếp sau, tao với mày vẫn là anh em. Bà Bố, Ba! Mày hãy lên đường bình an. Tao sẽ mãi mãi nhớ đến ân tình đêm nay mà mày đã dành cho tao. Người huynh đệ mà tao nể phục nhất. Vĩnh biệt mày, Ba Bố. Tao đi đây. Lan à, tao không ngờ tao đối đãi với mày không bằng vậy mà mày phản bội tao. Phản bội không phải là tôi, người phản bội chính là ông. Ông đã lừa gạt anh em trong bang hội, ông đã ra tay giết cậu Bên, ép gia đình cậu ta phải bỏ đi. Mày không biết được gì nữa thằng khốn. Cái chết của cậu Long, cái chết cậu Long chắc chắn là do ông làm. Ông mới là người phản bội. Sinh sát nằm trong tay tao. Đứa nào chết là chết, tao muốn đứa nào sống thì nó sống. Tôi không phục, tôi không phục. Vậy thì mày làm gì được tao? Tôi sẽ tế thiên hành đạo, đâu lại có mạng cho anh em. Tôi sẽ lấy mạng ông. Mày nghĩ mày là ai vậy hả Lâm Bò?
chắc chắn sẽ đưa được ba em về. Em cứ yên tâm đi. Ba về rồi này con. Ba ơi, ba. Dạ. Ba. Ba ơi. Con, con tưởng là cha con mình không còn gặp nhau nữa chứ. Ba, mọi chuyện qua hết rồi. Ba bình tĩnh đi ba. Ba ơi, ba làm con lo quá. Ba có sao không vậy ba? Sao giờ ba này ba sao mới về vậy? Ba đến chỗ chùa, ba không gặp con nên ba mới chạy về đây. Cậu Lâm á, nó là con đợi ba ở chùa. Bác trai à, anh Lâm đâu bác? Tại sao anh Lâm anh không về với bác? Lúc thoát được ra ngoài, tôi với cậu Lâm bị một người chặn lại, mà hình như người đó tên là Ba Búa gì đó, là đường chủ của Hắc Sát Bang đó cậu. Cậu Lâm đã ở lại ngăn cản để giúp cho tôi chạy thoát. Mới sáng sớm như vậy, chúng đã cho chặn hết mọi ngã đường ra ngoài. Thật may, nếu mình không cẩn thận đi dò la thì đã gặp nguy hiểm mất rồi. Bây giờ phải làm sao mới rời khỏi nơi đây? Có lẽ chỉ còn một con đường duy nhất, đó là khả dĩ thôi. Tuấn đi gì hả? Anh Tuấn. Anh, sao rồi? Đúng như anh lo lắng, bọn mật thám và lính nhà nước đã chặn đứng tất cả mọi ngã đường. Vậy bây giờ mình phải làm sao cậu? Hai người cứ yên tâm đi, vẫn còn một con đường khác. Bây giờ bác và Nhị Hà hãy ra bên sông đi, chúng ta sẽ thoát bằng đường đó. Không được đâu, bây giờ còn sớm lắm. Ở ngoài đó làm gì có thuyền mà mình đi hả anh? Anh đã trả tiền trước và dặn người lái đò sẽ đến đón chúng ta. Em và bác trai cứ đi trước, anh phải tới một nơi rồi mới đi được. Hai người hãy ra đó chờ anh. Bây giờ mà anh còn đi đâu nữa vậy? Anh phải gửi cho Kiều Dư một bức thư chia tay. Anh không thể lẳng lặng mà đi như vậy được. Vậy anh đi nhanh lên nha, em với bà sẽ ra bến sông chờ anh. Thôi mình đi con. Dạ, em đi nha. Bảo trọng.
mệt lắm hả ba? Ba ráng lên nha. Đưa con. Bà nghỉ chân chút đi con. Bà ráng lên nha ba. Chỉ còn một đoạn nữa là mình tới rồi nha ba. Lại một lần nữa, mình làm cho Kiều Như bị tổn thương. Nhưng lý trí của mình vẫn không thể thắng được tình yêu mà mình dành cho Nhị Hà. Mình ra đi, có lẽ sẽ làm cho Kiều Như bớt đi phần nào đau khổ. Mình không nên gặp Kiều Như. Im lặng và tan biến khỏi cuộc đời Kiều Như là cách tốt nhất. Anh biết mình có lỗi. Hẹn kiếp sau, nếu có duyên, anh sẽ đền đáp tấm chân tình mà em dành cho anh. Dạ, anh muốn gặp chị Kiều Như hả? Để em vô trỏng kêu. Ờ, thôi được rồi. Giờ em gửi lá thư này cho Kiều Như giùm anh. Dạ. Chị Kiều Như ơi. Kiều Như, anh xin lỗi vì phải nói lời chia tay với em. Anh biết mình đã sai và thật đáng trách. Nhưng có điều này anh nói ra, không biết em có tin hay không. Nhưng mà Nguyễn Dị Hà chính là Quan Dị Hà đã chuyển kiếp tái sinh. Không phải anh nói ra điều này để trốn tránh em đâu. Bức thư này gửi em như một lời chia tay và xin lỗi của anh. Xin em hãy quên anh đi và hãy tìm lấy một hạnh phúc mới cho mình. Đoán không lầm mà hai người sẽ đi qua con đường này. Tất cả con đường khác đã bị chặn hết rồi. Ba, ba. Ông Diệp Lan. Ông Diệp Lan, tôi xin ông. Ông là người đức cao vọng trọng. Chúng tôi chỉ là lũ dùng dế thôi. Xin ông hãy mở lòng, tha cho cha con tôi có đường sống.
Tôi xin ông mà. Tha cho con đường sống hả? Tôi xin ông. Cậu này không hề có trong suy nghĩ của tôi đâu. Ai chống tôi thì phải chết. Ra ra. Ông Diệp Lan. Ông muốn gì nữa đây? Ông lừa dối chúng tôi. Rồi bây giờ ông lại muốn ép chúng tôi đến con đường cùng hay sao chứ? Đúng. Nhưng chúng tôi đã gây ra lỗi gì với ông chứ? Tại sao ông không có lý lẽ, không có tình người gì hết vậy? Tôi có lý lẽ, nhưng mà khác đi một chút. Lý lẽ của tôi là vì em quá đẹp và tôi muốn có được em. Vậy hả? Em mà không phục tùng tôi sẽ giết tất cả những người thân của em. Mà thằng tụi nó có súng, nó cứu của ta đi rồi đại ca. Mày ở đó. Mình đang thiếu người. Mày đi báo với Trung Quý Hình, nói là thằng phản loạn Lê Văn Tuấn đang tìm cách thoát theo đường sông. Kêu ông ta điều cười tới đó. Thank you.
Tất cả mọi chuyện tôi đã kể anh em nghe hết rồi. Tụi mày muốn phản phải không? Tụi tôi muốn rời khỏi ban hội. Tôi cũng muốn rời khỏi ban hội. Rời khỏi ban hội. Nè, khốn nạn tụi mày. Tao đối xử tụi mày có tệ bạc không? Tụi mày phản tao hả? Do ông đã lừa dối anh em. Ông ra tay giết hại anh em trong ban cũng vì chuyện riêng của ông. Cho nên tụi tôi không phục. Không phục. Được. Tụi mày cút hết đi. Nói cho tụi mày biết, không có tụi mày, Hắc Sát Bang vẫn tồn tại. Cút đi. Đi anh em. Đi. Tại cô mà ra, Nguyễn Nhĩ Hà. Lê Văn Tuấn, hai đứa mày, tao sẽ không tha cho hai đứa mày đâu. Vậy sao đại ca? Mày hướng này, tao hướng này à? Đại ca. Hả? Đại ca, cái này hình như là cái càng cuốn của ta. Đuổi theo. Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ có lẽ đây là cách tốt nhất cho chúng ta. Anh đừng quá ích kỷ như vậy. Điều anh tính toán chỉ tốt cho một mình anh mà thôi. Anh đã để lại thư cho em rồi. Anh cũng không muốn như vậy đâu. Anh nghĩ quá đơn giản. Chỉ vài dòng thư như vậy là đủ sao anh? Anh xin lỗi, anh đã hết cách rồi. Em ghét những lời xin lỗi của anh. Em ghét. Em ghét cả cái câu xin hẹn kiếp sau đền đáp. Em muốn anh cảm nhận nỗi đau suốt 20 mấy năm mà em chờ đợi mà thôi. Anh biết, anh biết là anh rất có lỗi với em. Cũng đã nhiều lần anh cố yêu em nhưng anh không làm được. Tình cảm anh dành cho em chỉ là của một người anh trai dành cho một đứa anh gái. Anh xin lỗi Kiều Nhi. Hai người đi đi, nhanh lên, còn thôi là không kịp nữa. Đi nhanh lên đi. Oh.
xin lỗi của anh. Em ghét, em ghét cả cái câu xin hẹn kiếm sao đền đáp. Em muốn anh cảm nhận nỗi đau suốt 20 mấy năm mẹ em chờ đợi mà thôi. Kiều Như ơi, dù ngôi mộ này không có thân xác của em nằm bên dưới, nhưng hàng ngày được thăm viếng em như vậy, anh cảm thấy lương tâm của anh được an ủi phần nào. Tình yêu thì không thể nào miễn cưỡng được, nhưng em sẽ chết mất nếu lại xa anh thêm một lần nữa. Em sợ là trái tim của em sẽ không chịu đựng được nữa anh Tuấn à. Em nấu cơm xong rồi, tụi mình về ăn cơm đi anh. Ừ. Anh hãy bớt đau buồn đi. Chị Kiều Như đã hy sinh vì chúng ta, nhưng mà em nghĩ chúng ta phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ thì mới báo đáp được tấm chân tình của chị dành cho chúng ta chứ. Anh biết điều này chứ, nhưng mà anh rất nhớ cô ấy. Còn em nữa, mấy hôm nay anh thấy em không được vui, bộ em lo lắng chuyện gì à? Em nhớ ba quá. 2 tháng rồi không có tin tức gì của ba hết, không biết bây giờ ba như thế nào nữa. Em lo cho ba quá. Anh cũng lo cho bác lắm. Mong là Diệm Lan sẽ không làm gì bác. Anh đó, anh phải kêu là ba chứ, người ta là cái gì của anh rồi thì ghét. Anh quên mất, từ nay về sau anh sẽ gọi là ba, đừng có giận nữa. Tha cho anh lần này đó. Mình về ăn cơm đi. Ừ. Ừ. Ở đây thật là yên tĩnh, em thích nơi này lắm. Bác Tám kìa anh. Bác Tám. Ừ. Hai đứa mới đi ngắm cảnh về hả? Dạ. Nè, chiều nay à, hai vợ chồng bay à, qua nhà tao nhậu cho vui nghe. Mấy bữa rồi ở nhà mình tao buồn quá. Dạ. Bác Tám, nhưng mà bác Tám chỉ chịu mồi thôi nha, còn với anh Tuấn sẽ chịu rượu. Nếu mà bác Tám đồng ý, tụi con mới qua à. Ừ, vậy cũng được. Bày nói niếc, mời rượu bay không được hay sao? Dạ. Thôi vợ chồng con về. Ừ. Tôi gặp nhà bác Tám. Ừ. Tụi con đi nghe. Chào bác. Về ha. Ngồi xuống. Hả? Đưa tay đây. Ờ. Tay kia nữa. Cảm ơn em. Em cũng ăn nhiều vô đi. Lúc này anh thấy em xanh xao lắm rồi đó. Anh cũng ăn nhiều vô nha. Ừ. Ừ.
Em sao vậy? Dì Hà, anh sắp được làm cha rồi hả? Dì Hà, Dì Hà, anh sắp được làm cha đúng không? Hả? Em giỏi lắm Dì Hà. Nè, là em có thai á hả? Ừ. Cảm ơn bác Tám. Dạ. Được rồi. Ủa? Dạ, Dì Hà, cô không uống được. Em uống được mà. Không được. Ủa sao vậy? Mấy lần trước thấy Dì Hà cũng uống được mà. Nhưng mà chắc từ giờ trở đi không uống được đâu chú. Không có đâu. Anh Tuấn bây giờ anh khó lắm. Anh trở trứng trở nết đó bác. Chứ cô uống được bình thường chứ bộ. Vậy thôi để cho Dì Hà tự nhiên đi ha. Chứ tôi với cậu uống mà để Dì Hà ngồi không dày quay đâu có được. Dạ. Vậy uống chút thôi đó. Biết rồi. Nói hoài à. Thôi giờ vậy đi. Anh với bác Tám á, uống 3 ly thì em chỉ uống 1 ly thôi. Được chưa? Ông già khó tính. Dạ con mời bác. Con mời bác. Cả nghe. Biết rồi. Chết trong những u sầu mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiễm màu và luôn mang theo đớn đau, lòng luôn vương vấn mong chờ nợ kiếp ba sinh lòng chưa quên. Đồ cầm thú đội lốt người, không còn lý lẽ gì hết. Tôi nói cho ông biết, những gì hôm nay ông nhận
chính là nhân quả báo ứng đó Diệp Lan. Mày cấm miệng. Anh Tuấn, anh Tuấn, anh Tuấn, anh Tuấn. Ở đây chỉ một mình tao được lên tiếng, nghe chưa? Khốn nạn! Anh Tuấn, anh Tuấn. Dì Hà, buông tôi ra. Dì Hà, dì Hà, dì Hà, dì Hà, buông quấy ra. Dì Hà, dì Hà, tôi yêu em ngay lần đầu gặp em. Em đứng trên sân khấu thật đẹp, với chiếc áo màu hồng. Rồi em cất tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào của em đã chiếm lấy trái tim tôi, và cuộc đời tôi đã thay đổi. Buông cô ấy ra. Buông tôi ra. Tôi yêu em, tôi yêu em nhất trên đời này. Buông cô ấy ra. Gì hả? Tôi yêu em rất nhiều. Những thứ quý giá trên đời này không thể sánh bằng em. Vậy mà em đã phụ tôi. Tôi hận em, tôi hận em tới tận xương tủy. Diệp Lan đừng. Đừng. Bây giờ đừng. Tôi sẽ cho em chứng kiến cái chết của kẻ mà đã làm em quay lưng lại với tôi. Đừng mà. Gì hả? Ông đó ông yêu tôi chứ gì? Ông yêu tôi chứ gì? Ông hãy giết chết tôi đi. Ông giết chết tôi đi. Tôi xin ông, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy chết. Giết chết tôi đi. Gì hả? Buông tôi ra. Buông quấy ra. Gì hả? Gì hả? Em ác với tôi lắm. Được rồi, nếu vậy tôi sẽ toại nguyện cho em. Dì Hà, dì Hà. Anh Tuấn. Bây giờ anh Tuấn, tôi muốn nghe cô hát một lần cuối cùng cho tôi. Ông muốn giết chết tôi chứ gì? Ông giết đại đi. Ông không cần phải nói nhiều nữa. Hát đi. Hát thật hãy vào. Tôi hả? Yêu là chết trong những u sầu, mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiệm màu, và luôn mang theo đớn đau, lòng luôn dương dẫn mong chờ, nợ kiếp ba sinh lòng chưa quên. Bài hát quá ngắn, ngắn như cuộc đời của em vậy. Dì Hà! Dì Hà! Hạt mưa rơi bao lâu chạm vào tim em đau, hạt mưa rơi cho anh nhớ em, hạt mưa rơi trong tim cồn cao như nỗi nhớ. Mỗi mùa mưa qua mùa xa, hạt mưa rơi bao lâu, mình yêu nhau bao lâu, mình xa nhau bao lâu, hỡi em. Từng đôi tay trong tay chờ cơn mưa sẽ hết. Mưa đừng vội vàng quá như tình tôi. Thôi hát lên cho cảm giác xưa quay về, khóc cho tràn bao. Chỉ mỗi anh đêm mưa rơi.
hạt mưa rơi bao lâu chạm vào tim em đâu, hạt mưa rơi cho anh nhớ em, hạt mưa rơi trong tim cồn cao như nỗi nhớ. Mỗi mùa mưa qua mùa xa, hạt mưa rơi bao lâu, mình yêu nhau bao lâu, mình xa nhau bao lâu. Hỡi em, từng đôi tay trong tay chờ cơn mưa sẽ hết. Mưa đừng vội vàng quá như tình tôi. Thôi hát lên cho cảm giác xưa quay về, chết gì hả? Giết chết tình yêu của tao. Mày đã giết chết cả ba mạng người của nhà tao. Cuộc đời của tao coi như đã hết. Là ba mạng người.